ในปอลงใช้หน่อยเนี่ยป้าไหลป้าสับคายเนี่ยรู้ว่าไปเถียตีตาตะกูเทนเออยากไปเรียนเด้อเราจะชับเราเรียนเออนกกันยรงจะจ่อยจมเนี่ยจมจีจมพูดยิ่งจะใช้เสด็จนู่นเราไปตัวจอตุติเราฟื้นนอช่องยจงจะนิจเจนนู่นเราติเราฟื้นยากุมวยตัวเมนชัยยาตัวชัยเกาเซิงกุตามูวันยามูยอดจีเราอย่าลืมแต่นู่นเราไปเสด็จตัวจอติเราฟื้นนอช่องยจงได้ไปรอยจงตีนอนเออเจอลยจะพงยืจะกุฏินี่จีกุฏินี่จะชัวชัวเล่นชัวตัวใจตัวยอดได้ลอยยอดเจอเลยกูตัวเจ้าจงตัวจอตีเราฝึกเที่ยนี่ติงก็นอชงจองก็ตัวเมนชายเที่ยก็ตัววาวลูกชงยอดจังแต่ตีเราฝึกใจยอดจังแต่นอนเลยกูเจ้าจงก็เที่ยกูวันนั้นเราอย่าเร่าหมออยู่นอบาลูกชงนอจังนู่นนอเลยกูว่าสิ่งที่เราฝืนกูอยู่ว่าพิจารณาจะหลอดตัวเกียร์เท่านั้นที่กูว่าไงบัวเชี่ยไงบัวจีที่สิ่งที่ว่าจะอีกเดียวกูจะไปมุ่งเสียเลยหาว่าเราว่ามันนอชงจังหุ่นนอรองลิจ่าว่าเนื้อในอีจงพงยีเราอยากจะเนี่ยจะจีหลังตือจิวราจีเนี่ยหาของย่อใจเราเนี่ยหันจะไปงานเราหมุนเสียเราหมุนยีใช้ไปนอชงจังนู่นหน่อยจังพงยีสดาจนเราไปหัวง่ายรอเนาะในอีจงชัดชัดเลยจนเราอย่างง่ายรอแต่เราในอีจงพอยินในกูตาเต่านอเราเลยที่จนเราอย่างง่ายรอไปย้อนหลักเกณฑ์หลักคือแล้วกูมัวกี่กี่เกอเกียร์ลีอีกิโลน่ะแล้วมัวแต่เป็นเราไปมัวย้อนมาแล้วมัวอีกิโลน่ะแล้วมัวอีปัวเปล่าจอดเชียอีกิโลเนอจะน่าอย่างไรรอจะน่าคู่ก้าก้าทิศที่เราลงนอกเกลียดวันเราอย่านอกกับกิลินเนอร์นู่นนอที่เราฝืนในกูอุ้มบ้าช่องจอนในตัวเมนชัยบ้าเตาเราจันเราอยากเที่ยวกูอยากเดียที่เราฝืนในกูอุ้มบ้าเตาอาเตร่อมหมอกูอุ้มบ้าเตาทศอยากจะว่าโอลิเป้หายเตียนกิกิกับกิลีแต่นอยาร่อมนอยงเนอร์นู่นจอนอยาร่อมนอยงเที่ย
chú lọ cho cha thôi giàu giống cho lọ ua tàu sờ tê ngay là giờ ua cả này muốn xia các ca liền đây nhớ trong đợt nọ là tí ua tàu ít cho ngay giờ ngay ăn chi này cho nó giờ ngay tử nữa lá nhiều tử giờ ồ cho nó giờ ngay tử nữa lá nhiều tử thế đỏ thế bây giờ rau xì xèo nó nữa chỉ có rồng thế đỏ thế ý giờ bây rau bây hoa rau chỉ nấy bây hoa rau cần tay thế lá nhiều tử nữa cho nó đồng đậu cực kỳ đi cho lá nhiều tử nó cứ giỏi giờ cá tàn trò liền nữa mà cua tầm năm đầu ấp đĩa nhất trong đàn nó thiê ít chỉ do cho sĩ hở vô trâu chê sẽ để mà liên ca à lòng ca ít pa ru rủ cho là một trâu nữa đầu cờ kia đi họ nhất trong đời no mà giờ nó ký ngay tự đó ta tỏ ký ý cho ngay tự để cũng cho bên một say sê cho ngay tự nó lấy cho tì lò lấy cho ổ xó lấy ký là họ sẽ chú lọ đá trí thế họ cháu này ký là giờ họ ký rồi chạy ổ nữa giờ cho nó giờ ngay tử nữa chưa nào giờ ăn gì lăn rồi, chưa nào này. Chưa nào giờ đổ cây, cây bây giờ. Cây. Trong cây thì nó ký ở ký chèo cây nó trong cây thì nó yếu tố ký chèo cây thì là phi thế. Ký cây thì chèo cây nó. Đâu cực kỳ đi nữa. Tát tỏ vô sao đời tát tỏ vô mỗi chỗ cái tử nó cho lọt ki cho lọt đò nữa do tròn dây thế sao tròn dây lần tàu thế tròn dây lần tàu ấy chỉ là họ đời đời thế chỉ là tát tỏ tròn mình không mình nhìn thấy tròn thế là phiền cái cô vô kia ít tụ tử cho lọt tu anh đó nữa ba kia lúc trong tròn này tụi mình chạy câu xanh ấy lúc nào phải cho cái cho ti thế cho không cho gì sao đời cứ tin anh trả hồ reo rồi thế cho nhớ đây là khu mua trong trong tua kề kia tuần rồi thì là phụ thế nhiệt tình cờ nó trong trồng cái tổ men xài lúa trong giờ mùa nha trồng nó nọ để bây tụi nó trồng nữa giờ nam mô a di đà Phật Bồ Tát Thế Hòa Thế Lợi Gia Ư. A di đà Phật Bồ Tát Long Tăng mà Trợ Trợ Cần Lý. Lại cô nhiệt trí tổ tu tiểu lại cô sai tổ có tuân trợ bên đó nó giờ có tu ở chư căn rồi sẽ để ua rong để nó này giờ. Ừ nam mô a di đà Phật Bồ Tát Thế Lợi tôi nói giờ Thế Lợi Gia nè. Không một lễ ta. Không một thọ ta. Nam mô thọ nó kiềm mô ta ua giờ lý ua. Xa tánh trọng tu sẽ chế xa đời ở tư bí ổ ý mô hô lử chế ta kì nó là tư trình ta kì nó cả tư trình chứ tao ta trình chúa phân trình chúa ta kì nó là ngay nhìn trình chúa cũng cần chứ tao tía chứ tao xế lý thế dạ 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 tôi tùy mà ở chỗ mà xa đời tôi tùy mà ngay thì linh tao tôi tùy lọc khó nó hay nó nè nhìn nó bây mới sạc ta từ về nên cậu trò đó thì vô từ mua cho sống nó cho nó sẽ tiêu rồi nên cậu trò thì vô từ về nó bây mò lại thế ở vô từ về ngay cao được ngay bùa lại ngay bùa bây nó sơn chảy ó ngay từ mà nên tê bây mà nó ít rồi xin mà ngay từ là một kỳ mà ô ngay từ mà vô giờ cho cá thành cho lại
nó nó nè chỉ cái tiếng anh trai của tôi tao chơi chống cái thế này ít trồng sát sạt đờ thay chè trà bé trồng hơi dừa chè hay tù nho đây nho rầy nho phải từ lọp bé thì lì tàu say nên đấy mà mỗi lô trong thay chè trâu sạt đấy trồng hơi dừa tàu say nữa cho nó giờ cho mò nữa nên cho nị giờ tí lên từ chỗ đó chỉ nhau chè là họ là trà bé say ok trà bé lo cho nó họ làm cho bé mình gì cho bé nó thông đấy cho nó giờ rong một em muốn thì tao rong cho hậu cho nhỏ tại nó chỉ cho sẽ hơi nó chỉ ra lò cho ít lúc trong nước trong cho bé mà đi nó nữa là quân thì tao rong cực kỳ nếu trong đấy lấy cho niệm giờ lấy cho rồi lấy cho niệm lo thế là bé lần niệm giờ lời ta tổ mở cuộc câu thì của ba chơi câu nữa ô thì thôi cực ít bé chả cá sấu, bé chả cá sấu ít chỉ thầu à, bé kia bé nọ, sấu kia bé nọ, đó sấu, bây giờ nó bé chơi giờ rất mong nhất thầu nên cho bé sấu hoặc là bé nọ trông trâu lúc sấu nó thiệt. Cho nó chỉ do bé hai tiệt đi xí cua nó nữa ít trồng phôi gì sao đờ cho nó các ca rí cờ nó dọ cho nó chỉ cái gì là cho mình thấy tiệt là cho tốt luôn lại mua cho lọ anh chỉ mua mất khi rồi trồng nãy dọ mất khi chị ít chỉ chị phải cho là mùa trồng đời trồng nữa chị phải nói ít trồng nãy dọ phải nói ít trồng ít chỉ phải trồng chị phải mua lúa trồng nó cho là trồng đời họ chị phải nói ít trồng mà mua trầu tù tí nành là rộng đời ít lúa trồng chị ít gì cho nó là trầu đầy thế ít là ít đầy cầu xin nữa họ cho nó phải hiểu cho ngay rõ quá ta ngay rõ nữa cái trồng phôi gì cho sát sao đời từ tí lâu nà lúc cho cái là xì xía nó giờ tí lâu phủ nữa giờ tí lâu phủ giờ từ chủ chế và mua từ mình thầy gấu xanh mùi vớt gì trồng lúc nào này giờ giờ tí lâu phủ nữa ta tổ rừng chùa nữa, cả nó bảo ta tổ rừng nhật tài lấy trùng. Tôi tuốt luôn là giờ đi làm phiền cái tù vào nè tù vào rồng trầu cái kia cho nó giờ bé cho tú ở ok chạy là tú ok chạy cho tú bao thế tụn chạy nữa.
chỉ là cái chế tài chỉ là chỉ tê loa là do chỉ tê suốt tàu nó một lúc ấy giờ tụi tôi lâu sự ca ta tổ chỉ nhớ trong những rock còn giờ tàu tàu piano nữa. Hey, nhớ rồi à. Hôm nay giờ tuấn đầu tao nè, giờ cũng tụi tí lâu. Chú gì kia đó? Ừ, tí lâu sĩ ca nè. Ngước cờ đi thia. Ừ. Nhìn ta thôi chỉ vô chủ mù, ta tao nó là mù. Vẫn đang thia chỉ cứ cờ chỉ nên trai nó sẽ là cho con gì nè. Tụi nó mà tí lâu sĩ ca nói giờ qua ở chỗ hậu lửa nè, ít chỗ mà giờ nhận đầu tao, ít chỗ mà giờ tụi qua lầu nâng tứ sĩ, bây giờ tí lâu sĩ ca. Qua ở chỗ hậu lửa bây giờ. Chị ôi thu thế gì cứ hết nữa chị tao so kì lên nữa mỏ vị ha chẳng yêu mồm xuống đâu á tao giận rồi cho mọi người nhận ra giờ họ liền đón đầu giờ họ đầu tao thế gì họ một qua lầu này mù qua lầu này mù hải trong hải cọ thế gì ô cứ thập lời nữa hết gì ok chạy tài chị lấy cho ti lấy do là đây số tao nó cho một chia cho ấy chị mà chắc tôi bây chắc mà chắc tôi bây nó trong nữa. Cái trồng sát sát đó xử lý ở cái là phụ cả ở ao lúa trẻ nó trồng để nữa cho họ nhớ trồng để nó đủ kế cũng muốn gì ngang gãy thế chứ ở ít lúa xuyên trời vừa chỉ tổ nó thế thì là phụ cô chờ tàu tê phong tê dừ tê nâng tê trà cứ ti cho nhớ đấy đấy là cô mua họ trồng tua thế chỉ ít gì nó của ở họ chờ nó trồng ít lúa trẻ nó trồng nhớ tàu sát bẹ nó nhớ trồng đây họ lũ ở bọn ta bên nhon nhon ra mà giờ lũ nhon trồng đợi giờ trẻ nhon kia trồng đợi nó o lũ trẻ nó trồng nữa lũ sinh nó cú mua một cá mò thế lấy cho nhon đây là lấy cú thịt thọt tua nữa thì tiền nhon kia mình gì rề lũ lũ rò cá nhon kia mình gì rề rề đợi bé thế chưa sáng giờ thì là phải lấy cho cứ cho ti sáng sáng chạy thì lũ tua xứ họ một kia để trở chị giờ tiền bé là bé chỉ cho mồm rồi rồi tên nó trúng đây là thế họ giờ tiền lừa là dù cho chơi cho là rồi chỉ cho tua thế bé giờ chỉ cho tại trong là thế lúc xin nó cùng mồm một cam mò là thế chị à cho nhau rể thì lì tua công tàu thế sư thế bé cho nhau tua xíu à bé bỏ tàu tiền bé nhau rể nó bé thì lì à mù nó trúng là giờ lấy thì lì tua thế sư họ cho đây chị bé nhưng chỉ mù thế lại là nhưng chỉ tua thế lúc xin nó cùng mồm một cam mò là ít khó chơi nên nó là do ít lu thấy ít lu trẻ nó trông cú rồng rồng cực kỳ li ấy giờ nó lại uo rau mò là tít tía rồi rải lại thia, chỉ giờ là cho tú lùa là ta tọ xía tê trong tọ nó thia là ta tọ gà tê rau tê mò ít pa ít đĩa cho lò xía rù rù trong đấy trong này ít chỉ tía cho lúc xía giờ là cậu ít mồng ta xui chạy pê sao đời mà lì nó trống nữa. Ta tỏ xe trồng tỏ nè.
chè ít xin nó cuối môn trò bé sẽ đại qua họ luyện ra qua và ta bên nhau cho chung ra thế họ luyện chùa rong mỗi thì cô trần chỉ đạo tiếng môn trò lớp canh đầu một lọ thế để cho bé sẽ liên nói ít chỉ tê bé mặt trắc cá thầu và trò bé no trò đời trò bé mặt trắc cá say nữa giờ để nói giờ thấy lúc trên nó trông gì nhớ trong để nó thế ở bé cứ tin trả tôi nó trông cụ họ trông thế thấy luôn gì nhớ trong để nó giờ bé họ chờ nó trông là giờ thái bê lu trẻ nó trông nó ít trồng sai sao đời y lu nhau trồng tận nó họ o lu ở bọn ta bên bọn tại thế chỉ giờ bê lu trẻ nó trông để thì lịch tàu sao đời rậu nó trông thế ít chỉ họ mua này giúp trông chỉ họ chỉ tàu chờ rậu là sỉ tê một lọ thế y lu giờ nhau trồng bùa bê ở bên nhau họ bọn ta bên nhau họ sai sai bê họ lu thì o giờ lu rồi nhau kiên tại ti lò sỉ thế niệm tình người trẻ nhau trồng con họ lu thì bê chị giờ luôn nọ nhớ trồng tại nọ nữa tát vào trâu rau trồng mỏ rồi ra là thế lỗ ngay mùa thiê thiê cho nó giờ cho bà ta biết sấy ở plá nhiều tự nè plá nhiều tự thiê sờ bé hồ sờ cho rau dầu cần tay giờ lùm mong hải lý chậu nấy của chụp bao thiê thế đỏ thế cho ở plát nhiều tự nói sờ đỏ thế sờ cho rau của hành là thế oi dạ là giờ pe dạ tu lọ xí sờ ta tọt trầu nè ta tọt trầu rõ ràng con đỏ nè đỏ ô cụ tí bỏ chỉ ta thế trồng phơi gì cho sát sờ đời cụ tí bỏ chỉ ta thế thì tiêm mà rồi lấy cho cứ lấy gà của tha lộ tọt nó ô giờ lâu khó chơi rầu nó trông nơi ít trồng sát sao đời thì tiêm mà giờ cũng đi chỉ bỏ tọt nó thế tọt nó ít khó chơi gì nhau trồng tọt lấy cho thì lo chơi nhau trồng tọt nó thế ừ giờ tao bỏ biết khó chơi lì nó thì lì giàu sao đời rầu á ít chỉ sao đời tôi chỉ trông chỉ tao chơi rầu chỉ cú ra mùa thiên đời để ti lò phụ thiên niệm tình người cùng ba tàu chị chỉ cờ kì li tọt nó cú giờ ít họ chờ thấy ilu trên đâu nhau cho tọt nó gì thế ý chị thì li chào sẽ để rộng nó thông nè ta tọt trâu lên ta ta tọt trâu ý chị nha trâu tía chờ lúc sẽ hận nọ chế bê sẽ để mà li nọ mà li lò rậu lò hù lấy cho cứ tiếp thôi gì lò rậu lò nó thông nè ít lúc trông thì nó mua trâu tù mua trâu tù tí nành rậu trẻ cũng mua trâu luôn đi mua trâu tài của tha ta chỉ trách chỉ tòng gà rau mò cho lò xia cho lò trâu nhớ trâu sậu trông Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nè ít trồng sát sát đời xử lý tài sản nó bây giờ đời cũng ngang cái rót tiền mỏ cho lo trầu chi rõ ra là thiên thần đấy ấy giờ chỉ cũng hai tiền trầu chi rõ ra là thiên thần bây giờ trầu chi nhớ trồng để tập trung nó lại bây giờ chỉ bây to sĩ hai là tiếc xuyên thần nữa sĩ hai giờ cầu ít mong chỉ mà lý nó nữa chứ bây giờ to sĩ hai trò chuyện thì là cho tí lò lấy hồ cho nhẹ cho chỉ ở nhau đi nhau rồi cho đời lò chỉ bây à mà lý lò rầu lò nó trống lại tiếc xuyên thần cũng mua lý trâu xa địa không nông không học tiếng cây xử lý tê đi xí cua nữa giờ đi xí cua thì ở pano giờ plá nhú à tử nữa plá nhú tử sờ à đỏ thia sờ cho rau bây giờ rau cần tay của cô chỉ bỏ lửa mông hồ lý chảo ồn nè ta sẽ lấy cho tì lầu lo ở là cô cho ồn nè cho tì lầu lo xử lý tì lầu phụ thia lấy cô ở bây giờ rau mỏ cô cá cực kìa nó lúc trong trào tì lầu phụ tụi mình xài trong nó nọ mọi giờ chỉ nói giờ mọi giờ chỉ cô giờ chỉ nhớ trong tập bây giờ nó thấy sự ít trong sai sai đời họ pha nó chỉ bây giờ ở cô chỉ bỏ lửa mông hay lý chảo nó giờ pha nó chỉ giờ cô cuộc cuộc ngay từ sau tới từ tới sĩ sau xưa tới sĩ sau ngay chỉ từ tới sĩ về bé hay luôn nhất là mà bé hùa thắng cố nó ít trọng phải gì sao đời thắng cố là giờ luôn mấy cái hai lít chậu này hai tiền nam bò flower là hai lít chậu của cụ chỉ bao này giờ bé hùa thắng cố nó nè kia là một chậu ít pa nhất trong đời nó giờ bé hùa và pa ở nhất trong đời nó giờ long sông thì long sông là giờ bé hùa chỉ lậu hoa xanh giờ ba trời câu thế giờ cho ngay rõ tới gì ở bây giờ chỉ giờ nó khá cực kỳ đi thì điều nhất trong đời nó điều nhất trong đời nó giờ ngay từ khi giờ khi nó một trò tí cũng muốn làm đâu giờ xử lý cũng muốn đi xí cua pha nó chỉ giờ điều nó chỉ giờ ngay rõ một trò tí giờ tàu ban thành thiết và giờ ngay mùa thiên à ngay mùa thiên thì rõ rõ mò thì tế của mọc của rau chùa nó để ít tiền nó bế tỏ có cho sĩ hỏi là cho tí lâu là phụ cho nị cho tiêu ở nhó trời nhó đi nhó rì tua chị cho sĩ hỏi sẽ chỉ là hù lò chế bế cu dỗ lò dê lò rộng tại tế tỏ trong nó dỗ lò nó trông lại thiên thần á ít giờ tí tía lại thiên thần cho lùa cu bế sợ đời ít giờ chế cu tía lại nơi ít giờ sợ đời ta tỏ rậu tên nó tỏ ít liệt cho sĩ hậu chạy ra được cung ban no lại tên xin đàn ơi thì cùng một nhất trò bên nó cũng một bên nó dọ cũng mua liệu trâu trâu tay của tha nó là mà trâu tay của tha ít liệt sẽ được lò no chị thảo sẽ được dây trụ đời chạy sẽ được mà đi lò ít lần bấy trâu tuổi rõ ít lúc trong nó dọ chị mà đi lò thò của tha ít lần hậu ít tài của tha của đế khai di ta chỉ sợ để nằm mò lú mà đi nằm mò tàu mò thì ngày thiên ngày chỉ tê ngày tử ký chờ kỳ tê à thắng cố tê thọ trát thọ giả nó cá cực kỳ lý thế nữa tụ tì là vị thế này tiên gờ cùng ba tàu gờ lú trống nó trồng gờ tụ men xài thế tụ vào lú trống nó cũng giờ ít lú trống à trái tránh trống thế rồi rồng cực kỳ lý thế nữa của tàu tê và trẻ nó rống cực kỳ lì ấy ít bia sẽ chạy bây giờ nó lại thế đó ít bia chạy bây giờ nó lại thế Maybe mountain, she may be
Xin mời quý vị nghe chuyên gia chia sẻ một số cách sử dụng thuốc hoạt huyết đông y thế hệ này, giúp hoạt huyết đông y thế hệ này tăng cường sức đề kháng. Tôi năm nay 70 tuổi bị chóng mặt, ông nhà tôi bị mất ngủ nên chúng tôi uống thuốc hoạt huyết đông y thế hệ 2 thường xuyên. Tôi hết cả mặt, không uống ngủ ngon, không những thế cả hai cháu thấy khỏe hơn, không uống mặt như trước. Cháu tôi 7 tuổi rất hay ốm, tôi có nên cho cháu uống thuốc hoạt huyết đông y thế hệ 2 không? Thuốc hoạt huyết đông y thế hệ 2 có tác dụng tăng cường mạnh mẽ lưu thông máu, tăng oxy và chống các nguy cơ Yeah.
trồng phôi dừa cho sai sai đàn nó xử lý tại vì nó cho kia sẽ hỏi nó là nó ít trồng phôi dừa ít rìa giờ kia có ít mồng cho lúc sẽ hỏi nó trống là chỉ ít rìa là cho cứ cho tiêu tua nó trống bây giờ thôi lên số tua tua nó trống trồng nó nói ít rìa cho sẽ hỏi chỉ sẽ được ta tỏ là nó trống rồi rồi ta tỏ là rậu tê trống tê con nó chuối mơn trống cái nó cú lời rìa cái kỹ trồng phôi dừa sẽ được lâu trồng này ở lâu lúc trẻ nó trống để nó lu nhót trồng phải nói chỉ giờ lu nhót cho bé ở châu kê cho cô bé nó giờ hồ sơ đời ta tạo lớn nó rồi giờ nữa ta tạo lớn giàu nữa ít lúc trong nó giờ nó trâu tuổi trồng sát sơ đời ít lúc trong nó giờ trâu tù chỉ chúa là rậu trồng tại lúc trong là nó nữa giờ giờ thì dù là trâu dù lúc trong dù là trâu trâu tù anh thấy chỉ dù nó anh thấy nè chỉ bé sơ nữa là rễ cực kỳ lên nữa là rễ thấp lại lên nữa chúng ta ta lên nữa lò rễ cực kỳ li dài quá à đâu dài đâu chạy ít trồng phôi cho sấy sờ đời, chạy hay tù nho đây nho rề này ít trồng phôi cho sấy là nên họ làm cho bên nó trồng trào lúc sờ nó thế nữa, lúc nào cũng cho chống là lõi rề cả kỳ lý trồng phôi gì sờ đời, đúng không? Nãy giờ mình nói anh đây, bây giờ ô mình chỉ hót lửa bên mình nó lập á, nãy tàu này nãy nói anh đây là, nói anh đây. giờ, ô cú ơi, ô ly. In tất nhiên mà nay em mẹ và xin lỗi tôi ít đi có lắp phi lãnh chí tôi lo rồi có nên nó kiểu anh tay cho nó có một tay nó mới nó nhiều rộng nhá có nhiều rộng tay tuyết rộng mà có nhiều rộng tay rộng nó có nhiều rộng tay rộng nó có nhiều rộng tay rộng nó có tôi chống cực kỳ lý này của đi lâu phía nó giới cú giới tù chữ rõ và nữ bé hạ tiệm của chữ rõ nhất rõ này cú cá bê rê rõ thế này cú mọc hông dưới đấy đã tôi chứ chống lò rễ cực kỳ lý lúc lúc trễ trễ bế nó nói giờ lúc trễ thi bê dọ bao lúc trễ nó chống là cho khó này chứ chống chế y lưu nhất rõ khó nó họ y lưu nhất rõ ra tì lâu phía trễ họ y lưu nhất rõ tọa tỏ trễ thì họ ilu thấy đèn đóng nhau rất quan trọng thế chị thì lý do bây giờ cái tình mong sẽ để tôi nói nữa cho nó cũng thấy lý nó cho bây cho cái gì cho sai sẽ đời nên sai lý nó giờ cho sẽ phải là nó trống là chỉ cho nó bây giờ là nó trống là thế bây giờ vậy thế rồi sẽ bây mà nó đọc cá là chiều chậu anh ấy ta gì giờ muốn á chỉ giờ muốn tỏ thì phong gì nên cho hồ lại là nó trống giờ ta tỏ thua rò rò nè, ta tỏ thua rò rò là nó trông hậu cỏ nè lọ rễ cả kỳ lì nè lọ rễ cả kỳ lì lọ rễ chắc lời lì nè nên giờ tì lò phụ nữa tì lò phụ ở nếu mà tụi mình thấy câu sai mù giờ chỉ nữa giờ tôi có mà xuống kéo chứ ót tụi này tao nói nào tụi cậu đấy cho tao là lộc lóc cho nó xóa luôn cho mà đi giờ xóa bay luôn trong điều lò rễ cái kia lên nữa, nó mà lò rễ thấp là đi lối trồng phôi gì sao đờ? Nên nó trồng bọc cá thế à, chăm bự? Chịu cháu, dù trái sức cũng mạnh nó là cá.
chúng tôi sẽ để chúng tôi sẽ để tôi nó chúng tôi nó cá sẽ chạy rong xí à là là rồi cái kia nữa cho sai là ôm lấy bắp cải của hai đứa trời tôi nhớ đến nhớ gì nên cho sai ta tỏ bỏ ta tỏ sai nó lần cho bên nó trông nữa hôm nào bên nó trông để bên rọ bỏ vào nó giỏi nữa cú lò rể cái kia nữa mua tủ nhớ đây nhớ rể của tua thì tua sửa cú cho trông cái kia nữa vậy cú lò rể sắp rồi liệu ít trồng phơi gì sẽ đờ thay lên nó cho bé trồng phơi gì say nè bỏ rong say nó nè bắt lại bắt sạch khay nè lú à bé tiệt tì tạt cho cú thế nữa giờ ở lên đờ lò rể sắp rồi liệu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.